Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được lộc trời cho giàu sang phú quý. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, các cụ xưa đã truyền tay nhau câu ca dao, tậu trâu cưới vợ làm nhà, cả ba việc đấy thật là khó thay. Chính vì thế mà việc xây nhà là một việc chẳng. Chính vì thế mà việc xây nhà là một trong ba việc vô cùng quan trọng trong đời mỗi con người. Xây nhà là chuyện cả đời người, nhưng không phải ai cũng biết đến về chọn hướng nhà hợp tuổi để gia chủ có thể gia tăng hồng phước, kim ngọc mãn đường, vạn thọ vô cương. Người tuổi Đinh Mùi 1967 xây nhà hướng nào tốt, mượn tuổi nào để hợp với gia chủ, làm ăn được nhiều lộc lá. Nếu như hướng nhà quý vị đang ở hướng xấu thì có cách nào để hóa giải hay không? Mời quý vị cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, xây nhà thì ta cần phải xét đến các yếu tố kim lâu, quang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến đó là gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi vạn mà hướng lại tốt thì xây không gì gốc bằng. Còn nếu tuổi không hợp và đất cũng không được vận thì không gì hùng họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai hay không. Đầu tiên ta cần xét đến đó là kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ Đinh Mùi 54 tuổi. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu, có thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Còn xét đến hoang ốc, năm 2020 gia chủ tuổi Đinh Mùi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tam địa sát nhân, do giai đắc bệnh, sát nhân là bệnh, gia chủ mà làm nhà tuổi này thì sẽ mắc bệnh liên miên, tuổi này không nên làm nhà. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Đinh Mùi cần tránh các năm tam tai, tị, ngọ, mùi. Năm làm nhà 2020, theo cách tính thì gia chủ 1967 Đinh Mùi sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành như sau: 1954 giáp ngọ, 1962 nhâm dần, 1978 mậu ngọ, 1990 canh ngọ để đồng thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai nên một tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từ hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Mùi 1967, nam mệnh thuộc cung Càn Kim, nữ mệnh thuộc cung Ly Hỏa. Xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Đinh Mùi, cung Càn thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Càn Kim, bốn tốt, Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diêm niên, Tây sinh khí. Bốn xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn từng hướng nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn nhâm tí quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tí, hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà toàn ngọ hướng tí, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây nhà. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Mùi nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Mùi đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, chấn trạch, vương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi 1967 nam mệnh. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cần phải cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Đinh Mùi 1967 xây nhà hướng Nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Đinh Mùi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi nam mạng. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng mão còn phạm mộ lòng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để có thể được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Với nam mạng Đinh Mùi 1967 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm Canh Tý nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu thì chúng ta nên sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Đinh Mùi đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi nam mạng. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch, rẽ rất cát. Còn để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi 1967, Đinh Mùi nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292
32,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới trong năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Đinh Mùi xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ, thuộc Mộc hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, tổn hao tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hợp hướng này với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đồng bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Mùi 1967 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp được hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ bảy đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ lòng biến vận, không nên xây mới, nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Đinh Mùi mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn. Chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để có thể hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạc theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi 1967. Cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi Khôn Thân 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm Canh Tý sơn thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Đinh Mùi xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi với quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải được, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Vừa rồi quý vị và các bạn đã được Phong Thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Mùi 1967 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đối với nữ mạng Đinh Mùi cung Ly, xét theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh, vì vậy người mệnh Ly hỏa có bốn tốt là Nam phục vị, Đông Nam thiên y, Bắc duyên niên, Đông sinh khí, bốn xấu là Đông Bắc họa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát, Tây ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1967 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cần xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, Phạm Tuế Phá và Tam Sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Mùi xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà mà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy Vương Bắt Quái Tinh Cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 107,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Đinh Mùi xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Vương Bắt Quái Tinh Cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới sửa chữa trong năm Canh Tý bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, Dậu hướng Mão còn phạm Mộ làm biến vận nên để sang năm 2021 làm để có thể được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tưởng và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Gương Bắt Quái Tinh Cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm Tam Sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch.
Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng đinh mùi 1967 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ. Mà ngũ quỷ thuộc sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi đinh mùi đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi đinh mùi năm 1967. Thứ năm, đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác thì nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi đinh mùi 1967 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi đinh mùi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi đinh mùi 1967. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn vào tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi đinh mùi 1967 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lập tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tự quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi đinh mùi 1967. Thứ bảy, đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tối tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tị phạm mộ long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi đinh mùi xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh,
hợp với hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Mùi đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy chấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng ngoài hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi 1967. Quý vị thân mến, phong thủy may mắn đã tổng hợp và lý giải cho quý vị tuổi Đinh Mùi về các hướng làm nhà năm 2020 cho cả nam mạng và nữ mạng. Quý anh chị hãy đặc biệt lưu tâm. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Mọi ý kiến đóng góp của chương trình quý vị hãy liên hệ trực tiếp với hotline của chương trình hoặc bình luận bên dưới video này. Chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp, cố vấn cho các bạn. Để nhận được những giá trị về tâm linh, về kiến thức phong thủy, hãy đăng ký kênh YouTube Phong Thủy May Mắn, nhấp vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những video bổ ích nhé. Chúc quý anh chị tuổi Đinh Mùi chọn được hướng nhà, mượn được tuổi làm nhà ưng ý để xây được ngôi nhà như ý muốn, công thành, danh toại, gặp nhiều may mắn.